Sáng ngày 7 tháng 12 năm 2017, ngày thứ năm của tuần lễ khóa Kiết Đông, thức nhật giáo giới tại chùa Phật Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thượng tọa Thích Minh Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trụ trì chùa Phổ Minh đã hướng dẫn đạo tràng Phật tử của chùa Văn Tập về trụ xứ chùa Phật Quang, thiết lễ tre tăng cúng dường đến chư tôn tỉnh đức trụ trì để hồi hướng công đức cầu siêu cho hương linh thân phụ là Phan Hữu Đức, pháp danh Thiện Lương, hưởng thọ 74 tuổi, mất ngày 20 tháng 10 năm Tân Tỵ, và cũng nhân sự tình sự đại đức Thích Thiện Bửu hướng dẫn gia đình Phật tử Diệu Ngộ đồng cúng dường lên chư tôn hồi hướng cầu siêu cho hương linh Ngô Văn Chiếu, pháp danh Thiện Đăng, hưởng thọ 92 tuổi, mất ngày 23 tháng 9 năm 2017, được sanh về cõi Phật. Đây cũng là một nhân duyên để tạo công đức lành gieo trồng trụ phước đến quý Phật tử và gia đình phát tâm cúng dường tre tăng. Hiện tiền được Tăng Long Phước Thọ của Huyền Thất Tổ Lục Thân quyến thuộc nhiều đời được vãng sanh về cảnh giới an lành. Thay lời chư tôn đức, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn ban lời đạo từ chứng minh và thọ nhận phẩm Phật cúng dường của đạo tràng Phật tử, đồng thời tán thán công đức Thượng tọa Thích Minh Tiến đã có nhiều cống hiến cho giáo hội thời gian qua và còn tổ chức cho Phật tử trở về cúng dường tre tăng khóa Kiết Đông thức nhật giáo giới hôm nay, rất quan trọng và trang nghiêm. Sau cùng, Thượng tọa chúc lành động viên sát tấn đạo tràng Phật tử tu học tinh tấn, được nhiều an lạc gia đình, kiết tường hạnh phúc. Siêu cho hương linh của cụ ông là Phan Hữu Đức, hưởng thọ 74 tuổi, pháp danh là Thiện Lương, lâm chung ngày 20 tháng 10 năm Tân Tỵ, cũng như là chư vị hương linh Ngô Văn Chiếu, hưởng thọ 92 tuổi, pháp danh là Thiện Đăng, và xin được cầu nguyện cho chư hương linh của Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ và các vị chúng hương nhờ công đức này và xin được hồi hướng công đức cầu nguyện chúc phúc đến toàn thể quý nam nữ Phật tử đang có mặt, quý Phật tử